this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Xin chào tất cả mọi người nha, trở lại với kênh Xe Tải và Đầu Kéo. Thì mấy khi anh chị đã coi rất là nhiều clip về những cái dòng xe cũ rồi đúng không? Thì hôm nay em sẽ là quay một chiếc xe mới cho anh chị nha. Đây là xe International German. Đây, quá đẹp đúng không anh chị ạ? Thì đây là một dòng xe mới nhập về Việt Nam trong tháng 8 vừa rồi, tháng 8 2023 vừa rồi nha. Một dòng xe của Hoàng Huy nhập khẩu về, số lượng thì cũng khá là có hàng. Đây là một dòng xe Mỹ rất là đẹp, rất là đã. Đây, dòng xe International. Thì hôm nay em sẽ là đánh giá cũng như là những cái đặc điểm nổi bật của xe này thôi nha. Còn nếu mà tổng quan thì anh chị cũng đã thấy coi rất là nhiều video của em rồi, nên là hôm nay em sẽ nói ra những cái đặc điểm nổi bật và khác biệt của dòng xe International Hoàng Huy mới nhập khẩu về Việt Nam nha. Thì đầu tiên, đây là dòng xe là gọi là mới nhất của Hoàng Huy. Thì hầu như nếu mà những cái dòng xe này đó là chạy ở bên của Mỹ, của Mexico, thì hầu như là đều dao động khoảng là 300 đến 350 ngàn km thì sẽ là xuất về Việt Nam nha anh chị. Nên là hầu như là chất lượng thì còn rất là tinh tương, rất là mới. Thì đời của xe, đời chính xác của xe thì dao động là khoảng 2019 và 2020 nha anh chị ạ. Đời của xe là 2019 và 2020. Đấy. Rồi, đầu tiên là chúng ta có thể thấy cái mặt la zăng. Thì mặt la zăng này là rất là khác so với cái phiên bản cũ nha anh chị. Đầu tiên là bóng rất là nhiều, rất là sáng bóng. Đó, sáng bóng nha anh chị. Logo International rất là to bự ở đằng trước. Và cùng với đó, nếu anh chị mà đã thấy những cái dòng xe BMW, những dòng xe thể thao ở một chạy ngoài đường đó, thì anh chị cũng có thể thấy đây thiết kế theo cái kiểu lượng sóng này, chạy xuống giống như cái dòng xe BMW vậy. Nhìn mặt la zăng nhìn rất là hầm hố, đã khiến cảm giác rất là thể thao và hiện đại nha anh chị ạ. Còn những cái dòng xe cũ khác đó thì hầu như là nó bo tròn cho nó không có gặp sóng như thế này. Đây, chạy sóng như thế này rất là đẹp, cảm giác rất là thể thao, rất là hiện đại. Đó là đầu tiên cái mặt la zăng. Cái thứ hai nữa thì đây, đèn kính thì phía trên, đây kính phía trên, kính nguyên khối cho mình nha, kính nguyên khối giống của cách Cadia vậy đó, kính nguyên khối cho mình, nguyên cây như thế này rất là chắc chắn anh chị nha. Hệ thống đèn thì làm theo kiểu phong cách đèn mới luôn, rất là hiện đại. Đèn pha, đèn xi nhan, đèn sương mù. Đó, nhìn ba tầng như thế này, nhìn cảm giác rất là hiện đại anh chị, nhìn vào rất là sang trọng đúng không? Rồi cùng với đó thì cái tối ưu được cái tầm chiếu sáng của xe, quá đẹp đúng không? Đèn bên trong cũng có cái chữ thập giống như của International luôn nha, để quá đẹp. Rồi phía dưới thì phía dưới vẫn là cản chắn bùn. Phía trên đèn xi nhan hai bên. Rồi tiếp theo đi một vòng quanh xe coi có gì đặc biệt hơn không nha. Rồi tiếp theo thì lốp của xe vẫn là lốp sử dụng là cỡ lốp là 11 cho anh chị nha. Lốp của 11, lốp này lốp theo xe về Việt Nam luôn. Đấy, anh chị nếu mà sử dụng những cái loại lốp khác đó thì có thể về mà thay thế nha. Hai bên thì đối với dòng xe này thì bước chân lên xuống thì cũng cơ bản giống như những cái dòng xe khác, cơ bản 2 tầng. Đấy, những cái này đó đánh bóng lại rất là đẹp anh chị nha. Bằng nhôm, thùng dầu, thùng các nước hai bên. Đây, còn bẩn thì ốp liền, ốp rời hai khúc, bẩn hai khúc cho mình, chắn bùn hai khúc. Đối với xe này đó thì sử dụng cái động cơ là A26 cho mình nha. Thì đối với những dòng xe cũ đó, đối với 2012 trở xuống thì dùng động cơ là Macfor, sử dụng động cơ Macfor 450 hoặc là 430. Thì đối với những cái dòng xe mới này thì sử dụng động cơ A26 tối ưu hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, cũng như là vận hành mạnh mẽ hơn, phù hợp với cái hệ thống xe Macfor thì hầu như là cái hệ thống cảm biến và hệ thống sử dụng điện của nó rất là nhiều, thì động cơ A26 sẽ là tối ưu được cái việc này, giúp ít báo lỗi mà giúp vận hành tối ưu nhất. Vẫn là hai cầu trục khóa hơi phanh lốc kê đấy, bầu hơi để cho chúng ta có thể nâng hạ được cái mâm, cái bàn đĩa của mình. Ở dưới là phanh hơi cho mình nha. Xe hầu như là sử dụng một hệ thống phanh hơi hết. Sức kéo của con này kéo 40 tấn thoải mái nha anh chị. Kéo mà remote đồ bình thường là rất là thoải mái.
xe này thì hầu như là chạy các cái loại mà rơ móc xương sàn thì rất là thoải mái. Và đối với những dòng xe Mỹ thì rất là tối ưu cho cái việc mình chạy xe đường dài nha anh chị. Chạy xe đường dài rất là tối ưu. Hệ thống đèn phía sau, đây đèn phía sau vẫn có đèn biển số, đèn xi nhan cũng như đèn ưu tiên. Cầu rất là bự nha anh chị, cầu rất là bự, cực kỳ to ha. Cầu rất là to cho anh chị nha. Lốp vẫn lốp đôi phía sau, chất lượng lốp thì anh chị có thể thấy thì lốp này cũng rất là tốt, lốp rất là tốt, lốp đây còn khoảng là cũng 80-90% luôn anh chị nha, vằn rất là dày, rất là tốt nha. Này phía sau thì vẫn là lưng của International. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến khoang nội thất, một cái thứ mà được anh chị chờ đợi rất là nhiều. Đầu tiên về cái tay nắm cửa khi mà lên xe Smart Fold thì được thiết kế theo cái kiểu hình hộp, được thiết kế theo kiểu hình hộp, cảm giác rất là vuông, cảm giác rất là vuông, cả cái hộp này rất là vuông. Thì đối với những cái phụ tùng phụ kiện của xe Smart Fold đó, xe International đó, thì cũng rất là dễ tìm kiếm và chi phí nó cũng không có quá là mắc đâu, không có quá là mắc so với những cái dòng xe sang như Cascadia anh chị. Leo lên xe Mỹ là cực kỳ thơm, xe Mỹ là quá thơm luôn chị nha. Rồi cánh cửa xe rất là dày, rất là bự. Cánh cửa xe khá là dày, rất là dày, dày rất là bự nha anh chị. Này, ở đây có mã số VIN và một số thông tin của xe ở đây. International 226 phiên bản là hai giường nha anh chị, phiên bản hai giường như thế này. Ghế là ghế của Mark IV, ghế Mark IV, ghế hơi hai bên, ghế hơi hai bên cho mình nha. Ghế rất là to, rất là dày, ngồi lên khiến giúp cho tầm nhìn rất là rộng, rất là thoải mái. Rồi vô lăng chúng ta có như đây, có set tốc độ đây, cruise control, set tốc độ cho mình anh chị nha. Rồi đàm thoại, kết nối đàm thoại, cái thứ rất là nhiều ha. Rồi khi mà ngồi mà ở vô lăng đây thì chúng ta có thể mà điều chỉnh được cái vô lăng để phù hợp với cái góc nhìn cũng như phù hợp với cái tầm lái của mình nha. Set đèn ở đây đó. Rồi hai bên này cũng có khóa cửa và lóc cửa cũng như là nâng hạ kính, sửa kính hai bên, điều chỉnh gương, gương này gương chỉnh điện nha anh chị, gương này gương chỉnh điện hai bên nè, gương chỉnh điện hai bên, còn gương đằng trước thì nó cố định rồi không chỉnh được nha, gương chỉnh điện gọi là ở góc phía sau góc này thôi. Rồi rồi một cái thứ rất rất đặc biệt cho dòng xe A26 nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 2023 này, đó là xe này là xe số tự động, động cơ xe International số tự động. Đây anh chị có thể thấy số tự động nha anh chị. Đây, chỉ có chân thắng và chân ga là hết thôi, vậy thôi, số tự động. Có rất nhiều anh chị thắc mắc rằng đó, số tự động vậy thì nó có mạnh mẽ bằng cái số sàn hay không, thì thực sự là mỗi người mỗi quan điểm. Nhưng mà đối với những dòng xe hiện đại, xe đời mới thì người ta đã nghiên cứu và đã tính toán về cái trọng tải tối đa mà xe có thể vận hành được một cách êm ái nha. Thì đối với những dòng xe này đó, thực sự là sức kéo thì rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Cùng với đó, động cơ A26 là một động cơ mà giúp cho chúng ta có thể một tối ưu được cái tải trọng cũng như cái sự vận hành của cái động cơ nha. Đối với xe này thì chúng ta đã chạy hết 43.000 mai rồi nha, 430.000 mai đấy. Và cái phần hiển thị của chúng ta thì chúng ta có thể thấy đó, thì đã được tinh chỉnh và tinh gọn rất rất là nhiều. Ở mặt bên trước được tinh chỉnh và tinh gọn rất là nhiều nha. Chỉ còn có một số đồng hồ cơ ở trên này và nó được in hẳn vào trong cái bảng tốc độ này luôn, in hẳn vào trong này luôn, dầu rồi tốc độ số rồi nước nhiệt độ ha, tốc độ. Rồi còn màn hình, đây là màn hình LED cho mình nha, màn hình LED hiển thị cái tốc độ của mình. Rồi bên này nữa, hầu như được tinh chỉnh rất là nhiều và tính năng cũng rất là nhiều, USB rồi hút thuốc cũng như là sạc pin rất là nhiều ha. Rồi hai cái đồng hồ bên này, hay đồng hồ nước bên này, đèn ưu tiên. Nói chung là bây giờ nó hầu như là làm các cái nút rất là to, làm các cái nút rất là to, to bằng cả một nắm tay luôn ấy. Đấy. Và đây lốc kê cho xe cũng như lốc kê cho móc. Rồi đối với dòng xe này đó thì anh chị có thể mà set tốc độ giống như của xe Mercedes vậy đó. Đây anh chị có thể set tốc độ vào đây nha. Đó ví dụ như G thì R, đấy, N là dừng, D là chạy, đấy, khoanh, đấy, chạy, đấy, vậy thôi. Nói chung là giống như là chúng ta có thể mà set
tốc độ bằng cái tay bên tay phải này, rồi chúng ta sẽ tốc độ. Rồi ngồi rất là sướng nha anh chị. Lái xe đầu kéo bây giờ là một cái ngành nghề rất là sướng. Ngồi lên giống như là đang đi du lịch vậy đó. Và bây giờ cộng thêm cái số tự động này nữa, reset chỉnh cái tốc độ, chỉnh cái số như mình đây. Thì đối với những cái xe như thế này đó, thì khi mà chúng ta mà đi tốc độ nào đó, thì cái số tự động có nghĩa là sẽ khiến cái cầu của mình, giúp cái cầu của mình phù hợp, và hệ thống phanh và tất cả mọi thứ sẽ đồng bộ với cái tốc độ mà xe sẽ di chuyển nha. Còn đây phiên bản Eagle nhìn ốp cũng rất là đẹp anh chị nha. Eagle này rất là đẹp. Đây là tổng quan cabin của mình, rất là rộng lớn. Rồi về cái chiều cao của cabin, thì cabin này là cabin 2 giường. Hơi tối tí thì em sẽ quay kỹ một tí cho mình nha. Ở giường phía trên thì vẫn có đèn, có hệ thống máy lạnh hai bên. Ở phía dưới thì sẽ có, cũng có hệ thống cửa sổ hai bên, radio máy lạnh này cho mình sạc bên điện thoại thoải mái nha. Nằm ngủ đèn đốm rất là thoải mái ha. Ngủ nghe rất là thoải mái. Tủ rất là nhiều tủ, quá trời tủ luôn, tủ hai bên ha. Rất là nhiều tủ. Hầu như về tới Việt Nam thì những cái xe mà đời mới thì nó cũng đã không còn cái tủ lạnh rồi nha. Anh chị mà nghiên cứu lắp tủ lạnh vào trong này thì cũng được nè, rất là hợp lý. Rồi tổng quan xe rất là đẹp ha. Vâng, thì em mới vừa đánh giá tổng quan xe cũng như những cái chi tiết đặc biệt của xe International A26 phiên bản mới nhất của Hoàng Huy International nha. Thì nếu anh chị mà có quan tâm về xe, cũng như là muốn coi xe, muốn chạy xe thử, hoặc là muốn mua những cái dòng xe cũ hơn, những cái xe đầu kéo cũ, rơ móc cũ, container cũ, hoặc là những dòng xe tải khác, thì hãy liên hệ em qua số hotline là 0932 112 281. Em sẽ tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc của mình nha, cũng như gửi những cái vị trí co mà mình có thể mà đến thể coi xe trực tiếp được. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu cảm thấy video hay, hữu ích thì hãy cho em một like, một share, cũng như để theo dõi để coi những chiếc xe mới hơn nha. Cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.